đi vào giấc ngủ cũng khó, mà khi thức giấc rồi ngủ lại cũng khó. Nên là đi tiểu một lần trong đêm đã là vấn đề sợ rồi, nên ngủ lại nó rất là khó. Nên em sợ là nên hồi đêm em chùm 4 cục. Thì như thầy nói thì ngủ luôn, không có đi tiểu lúc 2-3 giờ. À, ngủ một cái ngủ một lần. Tức là cũng có thức giấc nhưng mà ngủ lại được. Nó không phải là mình đi tiểu cái trở vô mình còn phải dỗ lại cho ngủ. Ok, vâng. Okay. Dạ. Về lâu về dài thì vấn đề của em là bệnh là rối loạn lưỡng cực. Thì ngoài cái chùm đá ra còn gì không, với là em nhức đầu nhiều. Okay. Rồi nó khi mà nó có những lúc á nó nhức nguyên cái này cánh tay, rồi cái vai nó chạy dài qua này, thì vấn đề nó nhiều nhất. Dạ. Tôi hỏi em mấy cái. Thứ nhất là cái thứ nhất là em làm nghề gì? Em chỉ làm văn phòng bình thường. Văn phòng bình thường thôi. Dạ, không làm lao động nào. Rồi, rồi chồng em làm gì? Cũng văn phòng. Văn phòng. À, mà chồng em có giàu không? Nghèo lắm em. Nhưng mà kia mình đang ngồi kia bệnh. Không có, vậy tôi hỏi đi. Bình thường em. Tức là ảnh hưởng cái lo lắng phải không thầy? Không phải. Tại vì là nếu những người mà bị rối loạn lưỡng cực á, thì khi nếu mà chồng em giàu thì em sắm đồ thoải mái thôi. Dạ em cũng có nghiên cứu cái bệnh của em trên mạng đó cũng. Dạ em cũng thấy cũng có lâu lâu cũng có trục trặc. Lâu lâu lên thoáng vậy nhưng mà mình kiềm chế được, kiểm soát được, ok. Vậy được, không có vấn đề. Ok, cảm ơn em. Rồi chị Minh. Rồi. Thì thường thường cái gốc là từ trầm cảm. Và thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái hiện tượng mà rõ nhất của cái người mà bị trầm cảm là mất ngủ. Và thứ hai là lo sợ. Do đó là cái người lưỡng cực đó là người ta gọi là hưng phấn và ức chế không kiềm chế được. Nhưng mà nếu mà hưng phấn và ức chế kiềm chế được thì là chưa bệnh nặng, chỉ mới có chút thôi. Chứ nếu mà cô này cô lấy ông chồng làm văn phòng cũng thu nhập cũng tương đối thôi, chứ nếu mà gặp ông chồng mà đại gia cái là cô sắm đồ thoải mái, sắm đồ một đống về nhà rồi không xài. Rồi lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì thấy là náo nhiệt, lúc thì là cảm thấy buồn khổ cô độc. Thành ra là cái người chồng ấy mà có một người vợ vậy là sống trong một cái thế giới cũng khá hấp dẫn, tức là lúc vui lúc buồn đủ thứ. Chiều du vong, cái chiều du vong. Cái câu mà ở miền Bắc người ta hay nói chiều như chiều vong là đúng. Nhưng mà tôi xin trả lời cho biết là cái việc mà bị cái đó, bị cái trầm cảm và rối loạn lưỡng cực thì chùm đá bảo đảm hết 100%, đừng có bao giờ rời nó. Bởi vì là cái chùm đá nó giúp cho mình cái điều đầu tiên là ngủ rất ngon. Và khi mình ngủ ngon giống như cô này, cô mới, cô hay mất ngủ này, hay đi tiểu đêm nè. Nhưng mà chỉ sau có một đêm mà chùm đá đó mà cổ đã ngủ rất ngon rồi, không đi tiểu đêm nữa. Và cổ cứ tiếp tục chùm đá vậy thì cái giấc ngủ càng lúc nó càng sâu. Và trong lúc mà cái giấc ngủ sâu mình nó tái cấu trúc lại bộ não của mình, nó giúp cho cân bằng cái bộ não mình. Thì cái việc mà trầm cảm hoặc là rối loạn lưỡng cực thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi đã ổn hết rồi. Nhưng mà tôi chỉ có một cái lời khuyên là suốt đời nên ôm đá. Ok. Thì mọi người cứ tưởng là một cái thế giới mà họ sống đầy đủ vậy á, nhưng mà là tốt rồi. Ở Nhật Bản thì một năm khoảng 30.000 thanh niên tự dẫn chết, và Singapore bây giờ cũng bắt đầu do đó là cái cuộc sống mà lên cái ngưỡng cao á, nhưng mà nó không đáp ứng được nhu cầu của những cái người thanh niên mà ra trường xong rồi không có việc làm, rồi thất nghiệp, rồi tất cả các thứ. Hay mà nhu cầu ở bên ngoài thì phải có iPhone là 6, rồi bây giờ nó lên 7 rồi đó nghe. Mà theo không kịp là người ta cảm thấy người ta bị bỏ rơi. Bỏ rơi rồi người ta lần lần ta cô độc rồi trầm cảm, rồi bắt đầu là có những cái lúc hưng phấn quá, vỡ kế quá độ, và cuối cùng đi đến cái chết. Ok. Rồi. Xin mời tiếp lại gì? Một kia không nóng. Không nóng lắm. Rồi. Đắp lên cũng vậy, nó bên đây phỏng, bên đây rồi. Cái quay ngược lại bên đây phỏng, bên kia không. Con lúc lấy ra rồi ủa sao cát ở trên này. Nó có mấy cái như cát kìa đó. Nó nổi lên mấy cái nhỏ như cát rờ, nghĩa là con đi. Tức là nó nổi từ trong cái người bệnh gì? Nó nổi lên cũng okay. Như cát vậy. Rồi, được rồi.
thứ nhất á là nếu mà hai cái cục anh chờ anh làm đó mà có cái cục nóng không nóng á, thì cái cục không nóng á anh đem lại đây đổi lại lấy cục khác. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái lò vi sóng mình á, là khi mà anh bỏ vô nếu mà anh vẫn còn tiếp tục thấy hình trạng đó là cái do cái máy của mình, thì bây giờ anh phải làm bằng cách là anh lấy cái hai viên đá anh bỏ vô nước anh luộc. Anh luộc cho xong hết rồi cái là để nguội xong anh bắt đầu mới làm cái phần mà bỏ vô bi con sao ha. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.